Xin chào các bạn, hiện nay trên thị trường thì phụ kiện thì các thiết bị di động rất là đa dạng, và một trong những cái chúng ta mua đầu tiên chắc chắn đó sẽ là bao da hoặc là ốp lưng cho máy. Thì các thiết bị di động chủ yếu là mọi người sẽ dùng cái ốp lưng kiểu như thế này phổ biến nhiều hơn. Đây các bạn thấy đây, tại vì điện thoại di động bình thường chúng ta thì ngại nhất cái khoản mà cứ mở ra lật gập vào với lại một cái điện thoại thì nó che màn hình cũng rất là khó chịu và mất thời gian. Thì tuy nhiên đối với một số thiết bị đặc biệt thì cái việc sử dụng bao da gập như thế này mới là cái ưu điểm mạnh nhất của nó. Và mình xin nhắc đến đó chính là những cái thiết bị có màn hình lớn như kiểu là Xperia Z Ultra, Galaxy Note 2 hoặc Galaxy Note đời đầu cũng thế, bán rất là chạy những thiết bị bao da gập như thế này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một số loại bao da gập dành riêng cho Xperia Z Ultra. Z Ultra đặc biệt yêu thích bởi các loại bao da gập này, tại vì sao? Kích thước màn hình nó to, thiết kế nó đẹp và nó dành cho những người đi làm, những anh doanh nhân. Vì thế nên bao da đầu tiên mà mình giới thiệu chính là một loại bao da giả da. Các bạn thấy đây, cái kiểu hoa văn của nó, màu sắc nó là màu nâu, tông chủ đạo của nó trông nó như là một cái cặp sách, hoặc là các bạn hay sách theo khi các bạn đi họp hoặc là chúng ta đi học, thì các bạn thấy là cái chất liệu của nó tuy không phải là da thật nhưng mà sờ vào nó rất là mềm, cảm giác cực kỳ là thích. Phía sau này còn được tô nhấn bởi cái việc là nó tạo ra những cái đường khâu liền mạch với nhau. Đây là những cái điều mà chúng ta có thể thấy là nó toát lên một cái vẻ sang trọng mà không có một cái loại bao da nào hay là nắp gập ngày xưa mà chúng ta đã từng có được, dường như được làm riêng cho Z Ultra. Ở chỗ này thì bảo vệ camera do thiết bị này không có đèn flash LED nên chỉ có một cái khoang tròn ở đây. Cạnh phải là chúng ta sẽ có những cái nơi để trống, bao gồm chúng ta có thể cắm tai nghe, cộng những cái phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Ở đây thì chúng ta vẫn đang còn thừa vị trí, là một cái điều, một trong số những cái điều mà mình thích nhất trên Z Ultra, đó là việc cho phép chúng ta móc khóa thời trang vào. Thì các bạn móc vào thì nó sẽ ôm ra cả bên ngoài bao da luôn, cũng rất là tiện lợi. Thì cái sản phẩm này thì mình dùng, mình cầm trong tay rất là thích, nó rất là ôm tay. Bạn đã biết là nó tăng cái độ dày hơn. Z Ultra một trong những cái điều khó chịu khi cầm là cái việc là nó mỏng quá. Nó mỏng mà cái thân hình của nó to về bề ngang người ta cầm ấy thì nó hơi bị hụt tay một tí, không tạo được cảm giác chắc chắn. Nhưng mà riêng với cái bao da này khiến cho máy dày hơn, và cái chất liệu mà sau của nó ấy, là một cái chất liệu nó mềm, các bạn cầm nó rất là ôm tay, cực kỳ là sướng. Vì thế nên mình đánh giá cao nhất là cái chiếc bao da này. Tuy nhiên thì về bao da thì nó còn một rất nhiều loại nắp gập khác cũng có một thiết kế rất đặc biệt, cũng như là nó bổ sung thêm một số tính năng cho chiếc Z Ultra của chúng ta. Đây chính là cái bao da mình muốn giới thiệu tiếp theo, bao da của Viva. Bao da này thì phần bên dưới cũng tương tự như là cái bao da vừa rồi, là nó là một miếng nhựa. Nhựa của nó thì khá là chắc chắn, tuy nhiên thì nó không được phủ lên một lớp da giống như cái bao da vừa rồi. Bao da vừa rồi các bạn thấy đây, là nó được phủ cái da bên ngoài, thực ra là giả da chứ, mình sợ là giả da bên ngoài, thì trông nó sẽ đẹp hơn. Cái này thì thuần một màu đen ở bên trong nhưng bên ngoài lại là màu xanh. Màu xanh này thì cái thiết kế của nó là mình nhớ đến cái đầu tiên, đó chính là các cái túi sách cũng như là cái túi mang theo bên người của các chị em. Tại vì sao? Đấy, cái ví của chị em thường có một thói quen là sẽ có một cái miếng bằng kim loại bên ngoài dán tên của cái thương hiệu ví. Đấy, xong đó chị em sẽ xách tay như này, ôm kiểu này cũng rất là đáng yêu, cute. Kiểu này mình muốn thành chị em luôn mất vì nó đẹp quá. Thì cái chất liệu bên ngoài của nó thì cũng là một cái loại rất là mềm, nó không làm cái họa tiết giống như kiểu là da trong cái bao da vừa rồi, mà nó thiết kế của nó, họa tiết nó trông nó sang và cũng như là nó bóng bẩy hơn, yếu điệu thục nữ hơn là cái vừa rồi. Ở xung quanh này là cái viền của nó làm dày và chắc hơn so với cái viền của cái bao da vừa rồi, cực kỳ là dày và chắc. Chúng ta thấy là vẫn các cổng vị trí cũng thiết kế tương tự với nhau. Tuy nhiên cái bao da này có một điểm đặc biệt hơn là chúng ta có thể làm nó làm cái đế, làm một cái đóc để chúng ta dựng xem phim. Các bạn thấy đây, chúng ta có một cái phần ở chỗ này để trống ra, chúng ta có thể để tựa vào chỗ đây. Đấy, là các bạn thì bật màn hình lên, các bạn xem phim rảnh tay cũng rất là tiện lợi, hoặc là kéo căng nó ra đến mức này tùy theo cái góc nhìn của bạn. Thì khi các bạn, cái này mình nghĩ là những anh nào, những chị nào mà đi làm mà chúng ta có thể để bên hông. Một cái chúng ta đừng dùng để check email, một cái là chúng ta còn máy tính ra sử dụng làm việc bình thường sẽ rất là tiện lợi, và nó đem lại một cái phong cách rất là chuyên nghiệp cho chúng ta. Một cái bao da rất đẹp và tính năng của nó rất hữu ích. Tuy nhiên thì mọi người cũng nhớ là cái một trong những cái tiên tiến đầu tiên về cái việc là bao da có thể dựng như này chính là cái bao da của hãng Apple, họ làm cho iPad. Vì vậy nên mà nó sẽ có nhiều khớp hơn, thì với chiếc Xperia Z Ultra khi bán ra cũng có một loại bao da đặc biệt như vậy. Và đây chính là cái bao da mà mình muốn nhắc đến, bao da của Newkin. Thì loại bao da này thì nó có vẻ là hầm hố cũng như là nó trông trâu bò hơn so với hai loại bao da vừa rồi. Mặt sau của nó cũng là nhựa, tuy nhiên thì cái mặt sau này thì nó làm trơn bóng, thành ra để lại rất nhiều mồ hôi cho vân tay, không được sang trọng và không được đẹp bằng hàng cái bao da vừa rồi. Bạn thấy đây, cái bao da này thì là một trong những cái bao da gập mà mình đánh giá không thực sự cao bằng hai cái thiết bị kia. Thứ nhất là cái cách đóng vào của nó khá là khó khăn hơn so với hai sản phẩm còn lại, và kể cả khi các bạn cố tình để tháo ra, cái nhựa của nó chắc quá, nó không mềm, không uyển chuyển như là cái hai cái loại nhựa vừa rồi.
Ở đây thì nó sẽ có thêm một điều đặc biệt là nó có một cái phần nam châm nhỏ ở đây, thì chúng ta có thể gập bao da vào thì nó sẽ đậy thu kín lại được. Còn với lại hai sản phẩm rồi thì nó không có nam châm, nên nó sẽ thi thoảng bị bật ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên thì cái này nó không giống Galaxy S4 hay là những thiết bị khác có sẵn tính năng trang bị clip cover, nên các bạn có mở ra thì nó không mở màn hình. Cái này các bạn có thể cài ứng dụng về sau chúng ta sử dụng cảm biến ấy, thì đóng mở ra thì nó sẽ mở, sẽ tiện lợi hơn, thay vì các bạn phải mở ra và bấm phím nguồn. Vì phím nguồn trên cái thiết bị bao da này thì hơi khó bấm. Cái phần chúng ta là cái phần nam châm ấy, nó làm nhô lên to quá thì nó bị hụt phím nguồn vào bên trong. Các bạn bấm thì nó rất là khó chịu, bị thụt tay bên trong nhiều hơn. Vì thế nên trong tổng thể những cái loại bao da thì mình không đánh giá cao nó bằng hai cái loại vừa rồi. Và nhưng mà cái phần còn lại, cái phần che của nó ấy, thì linh hoạt hơn. Chúng ta có thể cuộn lại. Đấy, các bạn thấy có nhớ cái kiểu thiết kế của iPad. Chúng ta có thể cuộn lại và dựa nó như này. Đấy. Có rất nhiều cách các bạn có thể vận dụng được cái phần phía sau, và các bạn có thể sắp xếp để dựng nó đứng làm sao một cách phù hợp nhất tùy theo cái góc nhìn các bạn sử dụng, xem phim, vân vân. Tổng quan lại thì trong số 3 cái flip cover này thì mình nghĩ là cái mà mình đang cầm đây màu xanh và cũng có màu đỏ, tức nghĩa là dành cho chị em là nhiều. Cái sản phẩm này dành cho các chị, nó sang trọng mà nó đẹp, nó bóng bẩy hơn. Còn cái loại bao da này này thì hợp với các quý ông, nó tỏ ra là chúng ta là một cái phong cách rất là một bầu trời tư cách doanh nhân đi làm, trông nó cao cấp hơn nhiều. Và cuối cùng là cái loại ốp bằng nhựa Niki này thì nhiều người biết rồi nên mình không giới thiệu lại nữa. Nó chỉ là một cái ốp nhựa để bảo vệ phía sau toàn bộ cái thân máy của chúng ta mà thôi, chứ không có tác dụng là bảo vệ màn hình giống như những cái loại mình vừa giới thiệu. Như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn cái bộ phụ kiện bao da ốp lưng dành cho chiếc Xperia Z Ultra. Mình đánh giá Z Ultra sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều khi các bạn sử dụng cái loại bao da và ốp này. Nó trông như một cái quyển sổ rồi, khi các bạn đeo vào thì nó sẽ trông còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể bảo vệ được màn hình, đặc biệt là những loại thiết bị to này, nó rơi xuống thì các bạn tưởng tượng nó vỡ mặt thì các bạn sót đến trường nào. Các bạn có thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào trang 7net.com.vn để theo dõi chi tiết và mức giá của sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.